Hôm nay các em học bài là phản ứng thủy phân este đa chức. Ở đây có hai loại. Thứ nhất là của ancol đa chức và axit đơn chức. Ancol đơn chức ở đây các em học là hai chức hoặc ba chức. Thì nó sẽ có dạng là RCOO. Tất cả N là R phải. Ở đây khi làm bài tập, nếu các em có số mol NaOH chia cho số mol este bằng 2 thì suy ra là hai chức, bằng 3 suy ra nó là ba chức. Hai chức thì nó sẽ có dạng là R COO tất cả hai lần R phải. Ba chức thì giống este là R COO ba lần R phải. Ba chức thì nó giống chất béo nhá thầy nhỉ. Thì đây thầy làm tổng quát nhá. Nếu este đa chức của ancol cộng NaOH thì em sinh ra sản phẩm là R COO Na tất cả N lần cộng R phẩy OH tất cả N lần. Thì đây các em luôn luôn có số mol của NaOH bằng N lần số mol của este và bằng N lần số mol của ancol. Thứ hai là các em dùng bảo toàn khối lượng thì M của este cộng M của NaOH sẽ bằng M muối hoặc M chất rắn nên đi bài cho, được chưa, cộng M của ancol. Đây thì chữa các em 2-3 câu gì đó. Ở đây ví dụ 1, số mol este tính là 0,2, số mol NaOH các em tính đó là 100 nhân 24 chia 100 là ra M chất tan, được chưa? Chia cho 40 thì các em ra số mol là 0,6. Đề bài bảo cần dùng vừa đủ, được chưa? Thì đây các em có số mol NaOH chia số mol este bằng 3. Suy ra nó là este ba chức. Thì đề bài bảo là thu được một ancol và hỗn hợp muối thì dẫn đến nó là este ba chức của ancol ba chức. Dẫn đến các em sẽ luôn luôn có R COO tất cả ba lần R phải cộng NaOH thì thu được 3 R COO Na cộng R phẩy OH tất cả 3 lần. Thì ở đây các em có số mol, cái này là 0,2, cái này đề bài là 0,6, suy ra cái này là 0,6 thì em có gì, M trung bình của R COO Na sẽ bằng M muối đề bài cho là 43,6 chia cho 0,6 thì em tính ra nó bằng 72,6. Thì nó lớn hơn HCONA là 68. Dẫn đến chắc chắn có HCONA, được chưa? Thì mình loại được đáp án B và đáp án C. Đây mình chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp 1 thì chất béo sẽ có hai gốc CO, hai gốc axit HCOH thì dẫn đến là thu được muối là HCONA số mol là 0,4. Tương tự số mol của chất còn lại thì gọi là R1 CONA số mol là 0,2. Vì tổng muối là 0,6 mà, được chưa? Thì có phải các em có chất đó sẽ như này là H COO HCO R1 COO, được chưa? Đây là trường hợp 1 nhá. Mà số mol chất béo này mol este này là 0,2, dẫn đến là thằng này là 0,4. Tương tự trường hợp 2 thì sẽ là HCO hai nhóm R1, được chưa? Thì thay vào đây,
các em sẽ có 0,4 nhân với thằng này là 68 cộng m r1 CONA nhân 0,2 bằng 43,6. Thì từ đây các em tính được m của muối thôi. Dạng 82. 82 suy ra nó là CH3CONA đáp án A. Trường hợp 2 loại được chưa? Trường hợp 2 là HCONA. Nó có một nhóm HCO dẫn đến số mol là 0,2 thôi. R1CONA là 0,4. Thì thay vào các em có 68 nhân 0,2 cộng MR1CONA nhân 0,4 bằng 43,6. Từ đây tính được MR1CONA sẽ bằng 75. 75 thì loại, được chưa? Có một đề bài tỷ phân 0,1 mol este thì cần 0,3 mol NaOH thì dẫn đến CH nó là este ba chức. Thì đề bài bảo thủy phân este đó thì cần số mol NaOH ở đây bằng 0,075. Thì este ba chức thì mình loại được đáp án C và đáp án D. Giờ hai đáp án này cho là este của glycerol. Thì suy ra este ba chức đấy sẽ công thức là RCO 3 lần C3H5. Bạn nào mà làm giống chất béo thì nhớ tỷ lệ thì bấm luôn là 6,35 chia cho số mol NaOH nhân 3 thì ra số mol muối. À, số mol muối bằng thế chứ. Nhân 3 nữa. 254. Được chưa? Các em trừ hết đi là ra 6,35 chia 0,075. Sao lại ra lẻ nhỉ? Vô lý nhỉ? À đây là MST. Thì ra 254. Thì là 254 trừ đi 44 nhân 3 trừ đi 41 chia cho 3 bằng 27 thì đáp án là B. Nói chung bài này các em bấm được luôn trên đề nếu nhớ nó bài giống chất béo, được chưa? Còn không làm bình thường thì là RCOO 3 lần C3H5 cộng NaOH. Thì thu được RCONA cộng C3H5OH tất cả 3 lần. Thì số mol cái này là 0,075. Thì suy ra cái này là 0,025. Khối lượng là 6,35. Thì m lớn của RCOO 3 lần C3H5 này sẽ bằng 6,35 chia cho 0,025 thì bằng 254. Thì thay vào đây các em trừ đi. Thì 3MR cộng 44 nhân 3 cộng 41 thì bằng 254. Suy ra MR bằng 27. 27 thì là CH2, được chưa? Thì là chọn đáp án là B.
Ấy được chưa? Cửa chữa câu 5. Câu 5 đề bài này thì các em có thể chọn đáp án được luôn. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este thì thu được là 7,6 gam acun Z. Y có thể trong bạc, Z phản ứng được với CuH 2 lần. Thì Y có trắng bạc. Y sẽ là HCONA. Thì thầy loại được đáp án B và loại đáp án C. Tiếp theo, Z hòa tan được COH tất cả hai lần. Thì đây các em suy ra Z là ancol đa chức có hai, có ít nhất, có ít nhất hai nhóm OH liền kề. Thì đây mình chọn được đáp án D luôn, bởi vì đáp án A là HCOO, HCOO, CH2, thì sinh ra ancol là CH2OH, CH2OH. Thì đây không liền kề nên không hòa tan được Cu. Được chưa? Còn đáp án D là HCOO, CH2, HCOO, CH, CH3. Thì đây cộng NaOH thì sinh ra là CH2OH, CHOH, CH3. Được chưa? Thì đây hai nhóm OH liền kề thì hòa tan được COH lần, được chưa? Nếu làm trách nhiệm kiện là 7,6. À, nếu làm tự luận thì cần kiện 7,6, còn làm trách nhiệm thì không cần. Được chưa? Tại vì đây là mình đi kiểm tra, thành ra là làm ra đáp án là được. Biện luận ra đáp án mà. Được chưa? Câu 8. Câu 8 ở đây các em tìm được là este này là este hai chức bởi vì có 4 oxy. Thì đây các em có este cộng NaOH thì sinh ra là gì? Ở đây nó ghi là Y, các em có thể cộng ancol, được chưa? Thì đây este có số mol là 0,1. NaOH tỷ lệ 1:2 là 0,2. Thì các em có khối lượng. Nhớ M lớn cái này là 160 thì nhân vào thì ra cái này là 16 g. Cái này 8 g. Cái này là 17,8 g. Từ đây các em suy ra số mol ancol cũng là 0,1. Bởi vì sinh ra là ROH tất cả hai lần. Thì bảo toàn khối lượng, các em tính được khối lượng này, bảo toàn khối lượng thì tính ra nó bằng 6,2 gam. Thì 6,2 gam thì các em chia cho M lớn của R phải OH tất cả hai lần, chia 0,1 bằng 62, suy ra nó là C2H4 OH tất cả hai lần.
Thì từ đây các em chọn được đáp án thôi. Chọn đáp án sẽ nhớ cách chọn kiểu này. Tại vì chất này nó viết nó khác mọi lần. Thì các em nhớ, đây là đầu axit thì đây sẽ thêm Na. Đây sẽ thêm OH, được chưa? Trường hợp A loại. Đây đầu axit, đây thêm OH. Đây đầu axit thêm Na nên B loại. Đây đầu axit thêm OH. Đây đầu axit thêm OH thì sinh ra C2H4OH hai lần, được chưa? Chọn được đáp án C. Đây đầu axit thì thêm Na. Đây đầu axit thêm Na thì đáp án D loại nốt, được chưa? Nói chung là khi làm bây giờ thì những bài này thường là bài biện luận, được chưa? Để các em hiểu bản chất hơn thôi. Tiếp theo, các em học este đa chức của ancol đơn chức và axit đa chức. Axit đa chức ở đây chỉ học hai chức thôi, được chưa? Thì đây nó sẽ có dạng là R, COO, R phẩy tất cả hai lần. Thì phản ứng là R, COO, R phẩy tất cả hai lần, cộng 2 NaOH. Thì thu được là R, COONa, tất cả hai lần, cộng R phẩy OH. Là 2 R phẩy OH. Thì đây các em luôn luôn có số mol của NaOH bằng số mol của ancol. Thứ hai là số mol của NaOH, số mol của este là bằng hai lần số mol muối. Thường thì dùng với este thôi. Thì muối sẽ có ba dư dư chẳng hạn, chất rắn. Được chưa? Và cuối cùng có một phương trình bảo toàn khối lượng nha. Bảo toàn khối lượng. Thì cái này em tự viết thôi, đơn giản rồi. Bây giờ ví dụ 1. Ví dụ 1 cho thầy là cho axit oxalic tác dụng với 2 ancol đồng đẳng kế tiếp thu được 3 hộ nơ este. Thì gọi chung đó là một este có công thức là COO, được chưa? Đồng đẳng kế tiếp thì là R trung bình tất cả hai lần cộng NaOH thì thu được là COONa tất cả hai lần cộng R phẩy OH. Thì đề bài cho này là 5,36. Cái năm này 5,28. Thì số mol cái này tính được là 5,36 chia cho 1,34 thì bằng 0,04. 0,04 thì suy ngược cái thằng này là 0,04. Có gam, có số mol tính được COOR trung bình tất cả hai lần bằng 5,28 chia cho 0,04. Bằng 132. Thì từ đây các em tính được MR trung bình sẽ bằng 132 trừ đi 88 trừ đi 44 nhân 2 nhé. Chia cho 2 thì bằng 22. 22 thì lớn hơn 15 và nhỏ hơn 29. Các em chọn được đáp án là D. Câu 21. Câu 21 các em phải đọc kỹ đề một chút, được chưa? Đề bài cho este tuần trước mạch không vân nhánh đun nóng M gam E với NaOH số mol là 0,3. Trung hòa X, được chưa? Thì cần 0,06 mol HCl
thu được dung dịch y, cô gạt y thu được muối. Đây thì cứ viết phương trình nhá. Đề bài thu được hỗn hợp muối khan và hai hỗn hợp ancol, dẫn đến đoán nó là este hai chức. Tại vì muối khan ở đây kem gồm NaCl rồi, được chưa? Mà thu được hỗn hợp hai ancol đơn chức thì chắc chắn thằng này sẽ phải muối hai chức, được chưa? Thì đây các em sẽ viết phương trình đó, RCOO R phải cộng 2 NaOH thu được RCONa cộng R phải OH. Tiếp theo phần ứng là NaOH dư cộng HCl thì thu được NaCl cộng nước. Thì các em đi này, số mol HCl là 0.06, suy ra thằng này là 0.06. NaOH ban đầu là 0.3, suy ra thằng này là 0.3 trừ 0.06 bằng 0.24. Được chưa? Này suy ra thằng này là 0.06. Suy ra thằng này là 0.12. Thì các em có gì? Có mơ muối là 2.95. M của R CONa cộng M của NaCl thay vào thì là 20. 2.95 thì bằng 0.12 nhân M của R CONa cộng 0.06 nhân 58.5. Từ đây các em tìm ra MR bằng 28, được chưa? 28 thì là C2H4. Thì đây các em chắc chắn là loại đáp án B và C rồi, được chưa? Giờ chỉ còn đáp án D và đáp án A thì chọn đáp án A, được chưa? Bởi vì CH4 thì các em ra công thức mua cái này tất cả hai lần nhỉ? Giờ CH4 CNA tất cả hai lần, được chưa? Thì thằng này sinh ra đồng này là NA, đồng này là NA, thằng này đây là NA, đây là NA, chưa? Thì thằng này chỉ sinh ra muối là CH2COONa thôi, tất cả hai lần. Thì xóa nhá. Câu 24. Câu 24 thì các em biện luận thì đã ra được gốc CH5 rồi. Các em để ý kỹ đây này. Đề cho các em là 0.15 mol STX thu được ở tạo từ S từ axit hai chức và ancol đơn chức thì nó RCOO R phẩy tất cả hai lần. Từ đây sẽ tìm R phẩy, được chưa? Thì các em có gì? Đề bài là cho là M muối ít hơn M của X, muối là RCONa tất cả hai lần. Thì đây các em có M muối MST lớn hơn M muối. Thì suy ra M của R phải lớn hơn MNa. Mà đây đáp án chỉ có CH5, CH3, CH3 và CH5 thì loại được luôn đáp án B. Suy ra MR phải bằng 29. Thì đây các em thay lại là RCO CH5 tất cả hai lần thì thu được RCONa tất cả hai lần.
Thì đề bài gọi là khối lượng ít hơn 7,5% dẫn đến là M của muối, M lớn của muối chia cho M lớn của este sẽ bằng 0,925. Được chưa? Ít hơn mà. Giả sử nhá, este là 100 thì thằng này thì là 92,5 không? Dẫn đến thì chia tỷ lệ số mol nó bằng nhau, dẫn đến thì chia M muối cho nhau, được chưa? Thì ra là 0,925. Thì bấm shift zone các em thay là MR cộng 44 cộng 29 nhân 2 chia cho MR cộng 67 nhân 2 bằng 0,925. Từ đây giải ra MR bằng 14. Thì các em chọn được đáp án là A, được chưa? Thằng này MR bằng 0 thì muối thu được là CONA tất cả hai lần. Được chưa?